Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Tuyên hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Hộ pháp Chư Tôn Bồ Tát. Dạ con xin tăng bảo cho phép con được thọ trì bài kệ trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Quần Nguyện phần thứ 12 ạ. Dạ con xin được bắt đầu ạ. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xin Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo thận sẽ ra vào đường giữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày tuôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu ra thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát phút đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sớt mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sinh lòng ân trọng cứ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, ngàn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thể tiêu ngay, nhân đến chiêm bao đều ăn cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường tính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng nghi phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đêm công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin nguyện hồi hướng công đức học thuộc bài kệ này, xin nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh này được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo, có duyên với Địa Tạng Bồ Tát, và phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô.